Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, kịp thời triển khai nhanh hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ngoài ra, phiên họp của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ diễn ra vào sáng nay còn yêu cầu phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ và bất động sản. Các ý kiến thảo luận tại phiên họp thống nhất bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, thời gian còn lại của năm 2023, Thành ủy Cần Thơ tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, định giá đất, giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm của thành phố, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm để nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát đôn đốc chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng đúng theo tiến độ được phê duyệt. Đồng thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các chủ đầu tư để nhanh tiến độ thực hiện dự án, để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, tạo nguồn thu từ đất, phát hiện bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật.